Ok, đây là kết quả cứ mổ ngâm pube, rượu đáy pube, rượu pube ha, rượu mango, bỏ mango vô làm ha. Rồi bây giờ hồng ở trong nhà chín nhiều quá ăn không nổi, ăn không kịp, mổ đem ra làm rượu hồng, rượu persimmon, sake persimmon, sake mango and sake blueberry. Ngon lắm bà con. It's extremely tasty, it's a lot of sugar, but it's very simple. All you do is put a layer of fruit, a layer of sugar, a layer of fruit, sugar, layer, fruit, sugar, and then you put a little bit of kick, instigating sake, rượu đáy vô cho nó trigger cái alcoholism, alcoholic flavor. And we'll get fermentation process faster. That's all it takes. Cái rượu đáy mango đây, mở tái sử một cái rượu đáy mango nha. Oh, the flavor is incredible. It's very nice flavor. You will love it. Cái blueberry. Lấy blueberry thử coi. Oh my god, it's so good. It's nào, cứ mổ làm rồi rượu đáy persimmon cho bà con coi nha. Trái persimmon đây quá chín không, nó sẽ bỏ vào đây, cắt bỏ vào đây thôi. That's all it is. Bộ xương cái hồng á, bộ xương mình nó có được như vậy là cái bộ xương mình là nó ngọt. We all know bộ xương mình is very sweet. So bây giờ bộ xương mình cái cùi này mình dục, ngọt vô cùng. Ok, bộ xương mình, I'm going another one. We'll do two of them in one layer. So one layer of persimmon, see? Extremely sweet. We have so natural sugar. Natural glucose or saccharose. Bỏ chút sugar vô. Chút sugar that. And then dùng vodka cũng được, không có cái này á, cứ mỗi dùng rượu đáy ông già ở Fort Worth, ở Mansfield của ông anh Cương Hữu Lộc cho. Chỗ chút rượu đáy vô. Mình làm theo kiểu Việt Nam ha, chút rượu đáy là không có nhiều. They kick it in the fermentation process and I'm repeating the procedure until you fill up the jar. Để thêm layer của persimmon nữa, a layer of sugar and then chút sake again. Thêm hũ thứ nhì, thêm một jar, second jar, làm cho cứ mổ một jar cho ông anh một jar.
không ai mà lấy hồng hồng trứng đi làm chủ đế như cái mẫu nha. Chơi sang mà.